Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Thủy Tiên phải truyền nước sau gần nửa tháng dầm mưa. Công Vinh than thở mỗi lần nói là bị nạt. Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên được Công Vinh chia sẻ khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa. Ai theo dõi trên cá nhân của Thủy Tiên suốt thời gian qua đều biết về chuyến đi cứu trợ miền Trung của nữ ca sĩ. Trước đó khi những đợt bão lũ đầu tiên ập đến, Thủy Tiên đã từng trốn trong một thân một mình vào miền Trung để gửi tặng những món quà là đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm và tiền mặt đến với bà con. Trong lần thứ hai ra miền Trung, đi cùng Thủy Tiên còn có Công Vinh, hai vợ chồng đã tiếp tục trao tặng tiền mặt cho hàng chục nghìn hộ gia đình. Có thể nói dẫu không tránh khỏi được những sơ sót, nhưng ai cũng phải công nhận rằng cái tâm của Thủy Tiên đối với người dân miền Trung thật sự rất lớn lao, ý nghĩa. Mới đây sau 12 ngày bôn ba, dày nắng dầm mưa ở miền Trung, Thủy Tiên và Công Vinh đã về Sài Gòn để thăm con gái cũng như lo liệu các công việc còn dang dở. Tối ngày 7 tháng 11, nữ ca sĩ cũng có chia sẻ đầu tiên từ sau khi về Sài Gòn. Cô cho biết dù đôi lúc vẫn tức muốn khóc vì những áp lực và sự mệt mỏi bất lực, nhưng khi nhìn thấy bà con vui vẻ nhận quà, Thủy Tiên tự lấy đó làm niềm hạnh phúc cho mình. Và có vẻ như sau ta Tết đó là Thủy Tiên cũng đã sập cuồng. Đến trưa hôm nay ngày 8 tháng 11, Công Vinh chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh bà xã đang mệt mỏi thiếp đi trên giường. Tay vẫn còn cắm ven truyền nước biển, anh phàn nàn. Ở nhà một giọt mưa cũng ráng che, không dám cho rớt lên đầu bà vì bà dễ ốm, vậy mà dầm mưa gần tháng trời. Nói không được, mỗi lần nói là bị bà nạt lại, sau lần này hy vọng bà chưa. Trước đó các fan tình cờ gặp Thủy Tiên và Công Vinh ở sân bay cũng cho biết cô nàng ốm đi khá nhiều sau chuyến đi dài ngày, gương mặt có vẻ xanh xao, hốc hác hơn. Trong quá trình Thủy Tiên đi làm thiện nguyện ở miền Trung được sự ủng hộ của người dân, nhưng trong đó vẫn có một số ít lại phản đối cách làm từ thiện của Thủy Tiên. Như mới đây nhất, một nhóm anti-fan đã lập group tẩy chay từ thiện của Thủy Tiên. Một người trong câu lạc bộ người hâm mộ của ca sĩ đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Người này cho biết từ khi bà xã Công Vinh đi cứu trợ miền Trung đến hiện tại, anh âm thầm và phát hiện ra những bụng dạ xấu xí khi liên tục đưa ra những bình luận phán xét hoài nghi về hành động của Thủy Tiên. Điều đó khiến cho bản thân anh không hài lòng. Đồng thời người này chia sẻ thêm, mình mong chuyến cứu trợ nhanh chóng kết thúc. Lần sau chị mà có ý định thực hiện chuyến đi như thế này thì mình sẽ dặn FC chặn xe đầu ngõ, không cho chị đi. Bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Một tài khoản bình luận, thôi thì người đang làm trời nhìn, chị làm việc tốt thì được phước, còn ai nói đúng nói sai gì thì họ tự mang tội. Nhiều người sung sướng quen rồi, đâu biết cảnh lũ khổ như thế nào. Đúng là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Người xem khác bức xúc chia sẻ thêm, chủ tài khoản đăng tải bài viết cho biết đây không phải chỉ là ý kiến riêng của anh mà của nhiều thành viên trong FC, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Đồng thời người này cho hay hiện nay có nhiều nhóm nhân danh FC của Thủy Tiên lắm, khi bình luận về chính trị rồi đã kích này nọ nên giờ chúng tôi đang bị mang danh thất học. Trước đó một bộ phận anti fan lập nhóm tẩy chay Thủy Tiên, thậm chí gây áp lực đến các nhãn hàng cô hợp tác. Nữ ca sĩ cũng có những phản hồi thẳng thắn trên trang cá nhân. Cụ thể bà xã Công Vinh cho biết cô cảm thấy buồn, tổn thương vì điều này, nhưng không trách móc. Cô bày tỏ quan điểm, mình qua cái thời tuổi trẻ, ham muốn nổi tiếng, để chứng minh với cả thế giới tôi là ai rồi. Và bây giờ mình cũng không còn trẻ để mà mất nghề, là mất tất cả, không còn đường sống. Mình có công việc ổn định riêng, để dù bây giờ mình có ngồi im, không làm gì, thì thu nhập hàng tháng cũng để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng nhờ có thêm những hợp đồng quảng cáo này mà hiện nay mình có thể giúp được vài trăm người khó khăn mỗi tháng. Ngoài ra mình còn phải đóng tiền cho bao nhiêu trẻ em nghèo đi học. Các bạn thấy không, những thứ kim cương vàng bạc mình còn bán được để đi giúp người ta, mình đâu cần đẹp đẽ, cao sang hay hào quang lấp lánh gì nữa. Đồng thời giọng ca chợt là nỗi đau chia sẻ, nếu như mình sống sai trái đạo đức các bạn tấn công mình cũng được, nhưng mà chỉ vì mình mong muốn đi giúp người mà làm các bạn thấy không hài lòng mà tấn công mình, cướp mất công việc mình đang nuôi sống bao nhiêu người thì tội nghiệp quá. Thôi thì có không hài lòng gì, xin các bạn bỏ qua. Cả bác trưởng thôn, trưởng xóm và các bạn đều yêu cầu mình xin lỗi thì mình cũng sẽ từ bỏ đi bản ngã của mình. Theo lời Phật dạy, mình xin lỗi bác và xin lỗi các bạn. Làm bác không vui và các bạn không hài lòng đó chính là lỗi lớn của mình. Cuối bài viết, Thủy Tiên còn nhấn mạnh, còn các bạn chữa mình, sao cũng được, mình không ngại. Chết mình không sợ thì mình đâu biết sợ gì. Bất quá thì mình không còn gì để cho đi thôi, nhưng những người đang được mình giúp thì không còn gì để sống và tiếp tục học hành.